Vâng, và thưa quý vị, để trở thành các phi công thì ngoài các quy định khắt khe cả về trình độ chuyên môn và ngoại hình như chiều cao, cân nặng thì những ứng viên còn phải đáp ứng được một quy định bất di bất dịch, đó là không được phép để râu và có sẹo ở trên cơ thể. Lý do cho quy định này là gì? Chúng tôi sẽ giúp quý vị giải đáp thắc mắc trên qua những thông tin sau đây. Theo các chuyên gia, khi càng lên cao, áp lực không khí sẽ càng thấp. Trong điều kiện này thì cơ thể người sẽ nở ra. Chính vì điều này thì các vết sẹo dù mới hay đã lâu năm cũng dễ dàng bị nở ra, hở miệng và toét lớn. Đối với vết sẹo trên da, vết sẹo càng lớn thì khả năng chịu áp lực càng nhỏ. Do đó khi bị rơi vào tình huống máy nén khí gặp sự cố, sức chịu đựng của da không đủ sẽ gây vỡ và chảy máu. Trong khi đó thì một số hãng hàng không còn cấm các phi công của họ để râu. Lý do là mặt nạ cung cấp oxy cần phải vừa khít với khuôn mặt người dùng khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Bởi khi đó thì các phi công cũng như hành khách đều phải đeo mặt nạ dưỡng khí. Vì vậy, phi công để râu có thể không đeo vừa mặt nạ, dẫn tới nguy hiểm. Vâng, có lẽ là thông tin này có lẽ sẽ khiến cho nhiều người lo lắng và đặt ra câu hỏi là vậy nếu như mà hành khách có vết sẹo thì sẽ phải xử trí ra sao? Câu trả lời là đối với hành khách có vết sẹo trên người thì cũng không nên lo lắng khi đi máy bay. Trong tình huống khẩn cấp, thiết bị nén khí ngừng hoạt động, ảnh hưởng lớn nhất thì cũng chỉ là vết sẹo bị rách nứt da, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, tỷ lệ xảy ra sự cố như thế là vô cùng thấp. Tuy nhiên, nếu như điều này xảy ra với phi công thì sẽ gây ra sự sao lãng, lo lắng và ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến việc xử lý tình huống khẩn cấp. Vâng, có lẽ là nghề phi công là nghề đòi hỏi gắt gao nhất về sức khỏe. Các ứng viên phải trải qua 13 vòng kiểm tra như điện tim, điện não, xét nghiệm sinh hóa, máu, nước tiểu, tâm lý thần kinh, chức năng tiền đình mới có hy vọng tham dự vào các vòng thi tiếp theo. Quá trình đào tạo được một phi công thực thụ thường sẽ phải mất từ 7 đến 9 năm.